Trên thế giới, một người vô danh tặng 30 triệu đô la Mỹ cho nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định lần thứ tư. Số người Trung Quốc di cư lậu vào Hoa Kỳ tăng 700%. Nhật Bản cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải. Tại Việt Nam, nín thở kiểm tra phổi, chuyên gia cảnh báo trào lưu nguy hiểm. Giá sầu riêng tăng nóng từng ngày, chuyên gia cảnh báo bong bóng dễ vỡ. Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp tuyển lao động số lượng lớn. Đang cháy rừng tại Sapa. Miền Bắc ngày nắng hanh 29 độ C, chuyển rét từ đêm. Hằng Lâm xin được chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 13 tháng 2 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị tuần mới tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mở đầu là tin tức liên quan tới thảm họa động đất mà cả thế giới đang quan tâm. Thưa quý vị, mới đây, một người đàn ông Pakistan ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 700 tỷ đồng, để giúp đỡ cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong một bài đăng trên Twitter vào hôm 11 tháng 2, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ ông vô cùng xúc động trước hành động này, thêm rằng đây là những hành động từ thiện vinh quang giúp cho nhân loại chiến thắng những khó khăn dường như không thể vượt qua, ông nói. Theo Anadolu, cơ quan truyền thông nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Pakistan đã thành lập một ủy ban để thu tiền và chuyển tới hai quốc gia này. Trong khi đó, thì theo các hãng tin quốc tế và khu vực, tính đến hết ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam, thì số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng đã tăng lên hơn 33.000 người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi sự kiện này là thảm họa thế kỷ. Đáng chú ý là một phát ngôn viên Liên Hợp Quốc tại Syria xác nhận chuyển viện trợ động đất từ các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria vào lãnh thổ do phe đối lập kiểm soát đang bị cản trở. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, một số đoàn viện trợ cũng đã phải quay trở về nước sau 6 ngày hỗ trợ do mối đe dọa an ninh đáng kể nhằm vào họ. Tiếp theo là thông tin tại Hoa Kỳ, Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định lần thứ tư. Reuters dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, ngày 12 tháng 2, quân đội Mỹ đã bắn hạ vật thể bay thứ tư trên không phận Bắc Mỹ trong vòng một tuần. Vật thể bay mới bị bắn hạ ở khu vực hồ Huron gần biên giới với Canada. Hai quan chức Mỹ xác nhận thông tin trên, nhưng không cho biết nó có giống khinh khí cầu lớn màu trắng của Trung Quốc bị bắn rơi hồi đầu tháng này hay không. Nghệ sĩ Elisa Slotkin, đại diện của một quận ở Michigan nói, phi công của không quân và vệ binh quốc gia Mỹ đã bắn rơi một vật thể bay. Một quan chức Mỹ khác cho hay, vật thể bay mới bị bắn có cấu trúc hình bát giác, không có trọng tải rõ ràng. Đây là vật thể bay thứ tư bị Mỹ bắn hạ trong tháng này. Trước đó, thì vật thể đầu tiên bị bắn rơi ở ngoài khơi phía Nam Carolina vào hôm 4 tháng 2 là một khinh khí cầu. Vật thể bay thứ hai bị hạ vào ngày 10 tháng 2 ở gần Dead Horse, Alaska. Và cái thứ ba bị phá hủy trên bầu trời Yukon, Canada vào hôm thứ Bảy, 11 tháng 2. Liên quan tới mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, số người Trung Quốc di cư lậu vào Hoa Kỳ tăng 700%. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2022, họ đã bắt giữ hơn 1.800 công dân Trung Quốc đang cố gắng vượt biên trái phép vào Mỹ, tăng vọt hơn 700% so với cùng kỳ năm trước đó. Chỉ 229 người di cư đã bị bắt giữ từ biên giới phía Nam vào cùng khoảng thời gian năm 2021. Tuy nhiên, thì con số thực tế có thể cao hơn do những người trót lọt vượt biên mà không đụng độ lực lượng bảo vệ biên giới. Theo dữ liệu liên bang, số lượng người Trung Quốc di cư bất hợp pháp đã tăng đều đặn hàng tháng kể từ tháng 2 năm 2021, thời điểm Tổng thống Biden mới nhậm chức, hầu hết những người bị bắt là người lớn đi một mình. Tuần trước, thì ba công dân Trung Quốc đã bị bắt ở Texas. Họ đã phải trả cho những kẻ buôn người là 35.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 820 triệu đồng cho hành trình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, số người vượt biên trái phép kỷ lục đã đổ vào Mỹ. Số người nhập cư không có giấy tờ qua biên giới phía Tây Nam nước này trong năm tài chính 2022 cũng đã lên tới 2,76 triệu người. Liên quan đến quốc phòng, Nhật Bản cáo buộc tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập vào lãnh hải. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phát hiện một tàu khảo sát của Hải quân Trung Quốc tiến vào vùng lãnh hải nước này vào sáng ngày 12 tháng 2.
Theo thông tin, con tàu khảo sát này tiến vào khu vực gần đảo Yakushima, tỉnh Kagoshima, miền nam của Nhật Bản vào lúc 2 giờ 30 phút theo giờ địa phương và rời khỏi khu vực này lúc 4 giờ 10 phút, di chuyển theo hướng Tây. Vụ việc này đánh dấu lần thứ 7, một tàu khảo sát Trung Quốc tiến vào vùng biển thuộc tỉnh Kagoshima kể từ tháng 11 năm 2021. Vụ xâm nhập gần đây nhất diễn ra vào tháng 12 năm 2022. Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại đến Trung Quốc sau vụ việc vừa qua, thông qua các kênh ngoại giao. Còn Bắc Kinh đến nay vẫn chưa đưa ra phản ứng gì đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Theo Kyodo, các tàu khảo sát của Hải quân thường được sử dụng cho hoạt động đo đạc và vẽ bản đồ đáy biển. Các dữ liệu trên có thể được dùng để thiết kế hải trình cho tàu ngầm trong vùng biển của Nhật Bản. Sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông là nguyên nhân gây xích mích với một số quốc gia trong khu vực do nước này có các yêu sách lãnh thổ chồng lấn với các nước láng giềng. Mời quý vị cùng quay trở lại với các nội dung tại Việt Nam. Nến thở kiểm tra phổi, chuyên gia cảnh báo trào lưu nguy hiểm. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video hướng dẫn là nín thở trên 30 giây, có clip thì nín thở lên đến 50 giây để đo thời gian nhịn thở. Những clip này chèn thêm đồng hồ đếm giây hoặc là khoảng cách từ điểm A đến điểm B và cho rằng thời gian càng lâu thì chứng tỏ là phổi càng khỏe. Đáng chú ý là không ít tài khoản cá nhân với trang phục là áo blue trắng cũng đã hướng dẫn nín thở để kiểm tra phổi. Có nickname tự xưng là bác sĩ tự kiểm tra phổi trong 50 giây và nói hãy nín thở cùng tôi và comment thời gian mà bạn đạt được. Sau khi đăng tải, các video này đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt bình luận. Nhiều người cho biết đã áp dụng và kết quả là suýt tắc thở hoặc là nín thở thêm nữa là gặp tổ tiên. Còn có trường hợp muốn biết phổi của mình như thế nào sau hai lần nhiễm COVID-19 thì một người phụ nữ 30 tuổi đã làm theo nhưng được 20 giây, chỉ cảm thấy rất khó chịu, ngột ngạt nên thở trở lại. Tại Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Duy Cường, khoa hô hấp Bệnh viện Thống Nhất khẳng định việc làm trên không có ý nghĩa và không đúng về mặt y khoa. Để kiểm tra phổi của một người thì các bác sĩ sẽ đo công năng đường thở, dung tích của phổi. Theo sinh lý hô hấp, nhịp thở trung bình là 20 lần một phút, tương đương với 3 giây một nhịp thở. Việc nín thở kéo dài cần phải có quá trình luyện tập phù hợp. Trước khi tập thì phải hít thở sâu. Theo bác sĩ Cường, hiện chưa có khuyến cáo nhịn thở bao nhiêu giây là thích hợp và cũng chưa có chứng minh nhịn thở lâu thì phổi sẽ khỏe. Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Hải Công, khoa lao và bệnh phổi Bệnh viện Quân y 175 cho hay, thời gian nín thở sau khi hít sâu chỉ phản ánh khả năng giữ oxy trong phổi. Bác sĩ cũng cảnh báo tuyệt đối không áp dụng phương pháp nín thở này với những người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh lý mạch vành hoặc là người bị suy hô hấp mãn tính nặng, người có nguy cơ bị đột quỵ, phụ nữ đang mang thai, người vừa trải qua đợt phẫu thuật. Để có một lá phổi khỏe mạnh, chúng ta nên dành vài phút mỗi ngày để tập hít thở sâu, kiểm tra độ ẩm trong nhà, dọn dẹp nơi ở thông thoáng, ngừng hút thuốc, tránh hút thuốc bị động, luyện tập thể dục thể thao theo thể trạng và đảm bảo chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng như là các chất chống oxy hóa. Liên quan đến giá cả thị trường, những ngày qua trên các kênh truyền thông lan truyền thông tin là giá sầu riêng tăng, giá sầu riêng tăng nóng từng ngày hay là giá sầu riêng tăng thương lái không mua nổi. Chỉ cần gõ cụm từ sầu riêng tăng giá thì kết quả cho ra là gần 3 triệu. Theo báo Lao Động thì từ ngay sau Tết Nguyên đán, giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng nhanh chưa từng có, từ mức 40 cho đến 50 ngàn đồng 1 kg trước Tết và giờ đây thì vụt tăng lên gấp 4 đến 5 lần và tăng lên từng ngày. Một thương lái ở Tiền Giang chia sẻ, đầu tháng 2 vừa qua, giá thu mua tại vườn đã lên 220.000 đồng 1 kg. Đến ngày 6 tháng 2 thì giá lên đến 250.000 đồng 1 kg. Nhiều thương lái dự đoán mức giá này sẽ tăng thêm trong những ngày tới. Trước diễn biến này, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế nông nghiệp cho rằng giá trái sầu riêng cũng như giá của nhiều trái cây hiện như là chiếc bong bóng mong manh đầy bất trắc có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên nhận định, mức giá này không thể hiện đúng thị trường. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ lực của sầu riêng Việt. Tuy nhiên, thì hiện giá tại chợ đầu mối của quốc gia này đang thấp hơn giá thu mua tại vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại chợ đầu mối rau quả thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, giá bán sỉ của sầu riêng của cả Thái Lan và Việt Nam đều dưới là 200.000 đồng 1 kg, trong khi tại Việt Nam, thương lái thu mua tới 220 cho đến 250.000 đồng 1 kg thì xuất khẩu sao có lãi được. Theo thạc sĩ Tuyên, nhiều khả năng đây chỉ là hiện tượng giá tạm thời, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến cơn bão trượt giá lớn, kéo theo cả những loại khác như là mít, xoài thua lỗ.
Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý tại một số tỉnh thành. Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp tuyển lao động số lượng lớn. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, hiện có gần 100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động, chủ yếu là phổ thông, tập trung ở nhóm ngành may mặc và giày da. Mức lương cơ bản của các doanh nghiệp đưa ra là từ trên 6 triệu đồng trở lên, có doanh nghiệp đưa ra mức lương là 8 triệu đồng một tháng. Để thu hút lao động, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các chính sách đãi ngộ khá lớn như là hỗ trợ nhà ở, xăng xe đi lại, đào tạo nghề hoặc là có xe đưa rước miễn phí từ một số địa điểm cố định đến nơi làm việc. Tính từ đầu tháng 2 năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 1.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán với gần 600.000 lao động. Tiếp theo là thông tin liên quan đến cháy rừng tại Sapa. Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 19:30 phút tối qua, ngày 12 tháng 2, tại thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Ông Hạng A Vãng, trưởng thôn Suối Thầu 2 cho biết, mấy ngày nay thời tiết hanh khô, gió lại to nên rừng tái sinh của thôn đã xảy ra cháy. Ngoài ra thì tại thôn còn xảy ra một điểm cháy trên cao thuộc rừng phòng hộ. Hiện người dân cùng với lực lượng chức năng đang chữa cháy để tránh lan sang những khu rừng khác. Đến 21:30 phút cùng ngày, lửa vẫn chưa được dập tắt, chưa rõ nguyên nhân cháy và diện tích rừng bị thiệt hại. Mời quý vị cùng đến với thông tin thời tiết. Miền Bắc ngày nắng hanh 29 độ C, chuyển rét từ đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 13 tháng 2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C. Hà Nội có nơi trên 28 độ C, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6, trời lạnh về đêm. Từ đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, còn vùng núi thì từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế là từ 16 đến 19 độ C. Tại Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất trên 35 độ C. Và thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa thư giãn. Còn bây giờ, Hằng Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị.